Ok, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh HNT Channel. Và hôm nay tiếp tục cái series về game Liên Quân Mobile. Hôm nay mình sẽ dắt Superman đi leo rắc nha các bạn. Cùng mình đi theo dõi nào. Ok, và đầu năm luôn, HNT xin kính chúc mọi người có một năm mới thật là nhiều may mắn và niềm vui trong cuộc sống luôn. Ok, cái gì đây mới vô bắn còn hụt nữa, dã man thiệt chứ. Cứ từ từ. Rủ bé bự vô bụi chơi. Ây da, lại quýnh hụt nữa, hôm nay sao vậy ta? Ok, chúng ta gọi là đang trong cái giai đoạn trà đồ nhôm rừng tem bạn các bạn. HNT là chuyên gia chôm rừng tem bạn. Đó, và các bạn xem video đừng quên để lại một like và một chia sẻ video để ủng hộ HNT Channel nha mọi người. Ok, bắt đầu bây giờ quất cái cậu AD nào. Wow, wow, ôi chạy rồi. Thiệt tình. Búp cho miếng máu nè. Đó, quất thôi. Chiêu. Để mình bay lên cái đã. Chúng ta không có gì phải vội vàng cả. Mấy con quái nó không quánh mà nó đi qua đánh mình. Okay. Sát thủ. Ha ha, sát thủ không có. Sát thủ không. Không có các bạn à. Ok. Sát thủ không có bùa đỏ đang rất là bức xúc. HNT lụm mất cái bùa đỏ của tên bạn rồi. Tên bạn đang rất là buồn mình luôn ấy. Sát thủ bị quýnh hết máu rồi, sách dép chạy về rồi. Mày hả bơi. Mình bay lên bắn cái nữa là chết ngắt luôn á. Chạy. Chạy đường trời. Quá tuyệt vời. Một mạng nó thuộc về team HNT Channel. Oh, wow, 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 wow. Wow, bé yêu. Chạy đâu vậy? Chết rồi. Trời ơi, bắn trúng là nó chết rồi. Rất là ức chế luôn các bạn à. Không sao. Dạng sự khởi đầu nan chỉ là 1-1 thôi. Ok, xem nào, tình hình anh em đang rất là vui tươi luôn. Wow, gấu trúc đang cố gắng ăn hiếp xạ thủ theo mình. Cố lên nào xạ thủ, quá tuyệt vời. Xạ thủ vừa lập công luôn. Ok, con búp bê. Lúc nãy rất là sơ sót luôn. Cành bắn trúng chút xíu là coi như chúng ta lụm thêm một mạng rồi. Wow, wow. Phụ bạn này đập trụ luôn. Thôi chạy chạy chạy. Nhỏ nó ra rồi. Ồ, chúng ta chạy qua. Rồi xong, định qua cứu gấu panda. Nhưng mà gấu panda đã bị hai em hấp rồi. Hai em hấp ngọt ngào luôn. Ok, bình tĩnh. Đây chưa có gì phải vội vàng. Chưa có gì phải vội vàng cả. Rồi tem bạn trốn đi đâu hết rồi. Tem bạn trốn đi đâu hết rồi. Ô, đang ăn rờ bùa hả bé. Bé ăn bùa hả bé? Đâu rồi? Ok. Mày, banh xác là cái chắc, banh xác là cái chắc. Ha ha, một mạng đã thuộc về team HNT Channel. Ui cha cha, trời ơi, hết chiêu các bạn, hết skin rồi. Quá nguy hiểm luôn. Wow 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 wow. Wow. Chơi cái nữa nào, lên lên bay lên coi, thời ơi bay lên này này mày hả bưởi. Xem nào, khá là hấp dẫn luôn đây. Gấu đâu rồi, vô chơi luôn gấu. Gấu rồi nhát quá, gấu rồi nhát quá rồi. Á à, chết rồi, chạy ê bậy quá, gấu tem bạn xuất hiện khổ chưa. Một quyết định khá sai lầm của HNT, không biết là gấu tem bạn rình rình mò mò chui ra xúc luôn gấu. Ồ, gấu tem bạn level 6, gấu tem mình mới level 5 mà. Tình hình này khá căng thẳng. Lại có một cuộc rượt đuổi đang diễn ra. Sát thủ. Sát thủ tem bạn chúng ta. Sát thủ chúng ta đã chạy thoát rồi. Sát thủ đang rình mò. Bay lên hỗ trợ gấu panda liền mới được. Gấu panda chắc bị hấp quá. Máu còn có chút xíu à. Vẫn không chịu về. Chú gấu của chúng ta vẫn rất là lì luôn. Wow, gấu xử hết hai cậu luôn. Lợi hại lợi hại. Quá tuyệt vời gấu à. Bây giờ HNT sẽ đi qua ăn cái con này cho chúng ta xanh lè lên chút xíu mới được. Bây giờ chúng ta không xanh là rất là khó xử.
Wow. Ồ, sát thủ tem mình thấy đang ăn dơ bay vô ăn cá luôn kìa. Đây. Lụm bùa tem bạn. Trời ơi. Cái gì chứ? Vụ con bùa vô bụi súc. Đó. Rừng mình thì không thèm ăn đâu, qua rừng người ta trà đời nhôm không rồi các bạn. Mình bằng level với con đi rừng luôn mới ghê đó chứ. Mày hả bởi. Ồ, sát thủ tên bạn đang rất là bối rối luôn. Rừng thì bị ăn sạch. Ok, con búp bê lên. Mày hả bởi. Vô đẩy cái trụ giữa luôn các bạn à. Chơi luôn. Sợ gì. Quay 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 quay. Thầy sát thủ nhanh quá. Rồi, chúng ta lạng qua mé bên đây. Lạng qua mé bên đây mở đường đi xuống. Wow. Rồi, anh em xuống nào. Tem bạn ba đứa đang nằm bên kia rồi, không có đứa nào bên đây hết. Một phát, quá tuyệt vời. Rồi. Vô phá trụ. Ồ, anh em tem bạn đang cố gắng chiến đấu rồi ba con. Xúc luôn nào, một cuộc chiến đang diễn ra khá là căng thẳng luôn, ba chọi ba. Một em đã ngã và tiếp theo em thứ hai rồi. Anh em tem bạn chết hết. Là tem địch chết ba, ủa lộn. Tem tay chết, tem tay chưa có chết con nào hết mà tem bạn chết hết rồi. Chạy chạy chạy, gấu panda xuất hiện rồi. Quá nguy hiểm. Em tay sẽ bắn gấu panda một phát. À, gấu panda này chỉ bằng bắn hai cái là chết rồi. Quay quay quay, mà giờ nó quýnh mình chết mới ghê. Trời ơi. Trời ơi, con gấu này mới ra chiêu nó còn HNT hết skill rồi cho nên không quýnh được. Một sai lầm. Cố lên nào sát thủ, xúc nào. Quá tuyệt vời. Vaheo gần ngã nhưng mà cõi vẫn không ngã. Rồi cuối cùng Vaheo đã ngã và bây giờ Giro đã chụp được. Ấy da, cô bé bút ti của chúng ta đâu phải ngã xuống và bây giờ là một em. Quá tuyệt vời. À đây tên bạn ngã nó rồi. Dường như là chiến thắng sẽ thuộc về tên HNT Channel là cái chắc rồi. Anh em chúng ta quánh rất là bá đạo luôn. Sau những màn solo kịch tính thì anh em chúng ta luôn giành chiến thắng. À, cổ lên nào, HNT đang cố gắng leo lên rất là bạch kim các bạn. Trận này gặp được những cậu quýnh rất là khá. Đấy, như vậy thì sẽ dễ chiến cho anh em chúng ta hơn. Một phát, ok gì baby, vô luôn. Sát thủ và ghi đủ tên bạn đã bắt đầu mon men mò ra. HNT đang cố gắng phá cái trụ này và chạy qua. Ồ, chết rồi các bạn à. Không sao, hai trụ tên bạn đã gãy. Anh em chúng ta lùi về và tiếp tục phá luôn cái trụ tiếp theo. Ok. Với cái tốc độ như thế này thì làm sao tên bạn có thể chịu nổi mình chứ ha. Gấu nè, xúc gấu luôn. Quá tuyệt vời, HNT vừa xử xong con gấu. Quay 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 quay, chạy chạy, xin lỗi bạn nha, không ok, cứu bạn không? Cứu bạn không? Thôi, bỏ đi. Bỏ đi, đi về đi bạn. Rồi, cứu bạn được rồi. Quá tuyệt vời. Bay xuống là mất phương hướng tem bạn và cuối cùng đó là xong, lên nào. Vậy chúng ta đã có tướng bự rồi các bạn. Có tướng siêu cấp rồi. À, giờ HNT vô nhà tem bạn quýnh luôn nè. Đó, hổ báo ghê chưa. Vô nhà đập luôn. Ô, gấu về. Chạy, 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 chạy. Về nó dí mình kìa. Dạ. Mày hả bởi. Vô nào anh em. Anh em chúng ta vô đánh nhà thôi. Vô. Xúc nha. Anh em có việc đi quýnh lộn đi, nhà cửa là để HNT lo. Ô, cô bé bố tì nó thấy mà bay vô quýnh phụ. Quá tuyệt vời. Oh yeah. Và các bạn xem video đừng quên để lại một like và chia sẻ video ủng hộ giúp mình nha. Ok. À, bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.